các bạn Maria đặt cho mình biệt danh là Lê Lê. Nhưng mọi người cũng thấy rằng là các bạn fan quốc tế hay gọi mình là Lê Lê, bởi vì cái tên nó rất là dễ gọi và nó rất là dễ thương. Mỗi một nước nó sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Là que Lê Lê, hoặc là mình đi đâu, hoặc là chuẩn bị mình standby, mà mình có đang chưa sẵn sàng ở trong một cái khu vực chờ nào là các bạn sẽ tìm quê lê lê, lúc nào các bạn cũng sẽ tìm mình là người đầu tiên hết. Thật ra mà nói là không ai có thể mà ép mình làm điều gì nếu như cái đó không thuộc về mình. Xong mình nghĩ là ủa mà hồi lúc mình đăng quang mình khóc rồi, xong rồi mình đại diện Việt Nam cái mình cũng khóc rồi. Ông lại fan của quốc mình khóc nữa ta. Xin chào quý độc giả của Molista, mình là Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Á hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Xin chào Lê Hoàng Phương. Thì trong không khí những ngày cuối năm mà cận kề Tết Nguyên Đán như thế này, thì khán giả của Molista và các bạn fan sắc đẹp của Molly Queen cũng rất là vinh dự khi mà được trò chuyện cùng với Lê Hoàng Phương. Thì để mà trong khoảng thời gian này để mà nhìn lại một năm 2023 của mình với rất là nhiều cái cột mốc đáng nhớ, thì không biết là ngay cái khoảnh khắc này thì Phương sẽ liệt kê ra thử những cái thành tựu nào mà mình cảm thấy rất tự hào trong năm vừa qua. Wow, để mà liệt kê ra thì đầu tiên là mình đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, sau đó là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và đạt thành tích là Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Và bên cạnh đó là mình có một công ty quản lý của mình, đó là công ty Sen Vàng nè. Và mình cũng đang điều hành công ty kiến trúc của mình nữa. Phương cảm thấy 2023 là một năm hết sức là thành công và may mắn đối với mình, vì mình đã đạt được những điều mà mình mong muốn. Thì cho đến thời điểm hiện tại, khi mà mình đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và trở thành Á hậu đầu tiên của Việt Nam tại Miss Grand International, thì cảm giác là Phương cảm thấy là có bao giờ những cái thành tựu đó nó nằm trong cái kế hoạch dự liệu trước của mình hay không, hay là đó là sự may mắn? Đó là những điều mà Phương ước mơ, và Phương đã cố gắng để thực hiện ước mơ, thì nó chính xác hơn là như vậy. Còn dự liệu thì chuyện tương lai là chuyện mình chưa bao giờ mình biết trước được. Vì vậy cho nên là thay vì mà mình mơ cao mơ xa, thì mình hãy bắt đầu thực hiện những bước nhỏ nhỏ để mà ước mơ của mình có thể thực hiện được. Giống như Hoàng Phương nè, đã có thể trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường danh sắc lớn quốc tế và đạt được thành tích là Á hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Thì trước đây khi mà trong cái sự nghiệp về làm người mẫu của Hoàng Phương á, thì mình hoạt động với cái danh xưng là người mẫu để Hoàng Phương, hoặc là cao nhất là người đẹp biển thôi. Thì khi mà năm 2023 bạn được gọi với danh xưng là Hoa hậu, và đặc biệt bây giờ là đã là Á hậu cấp quốc tế rồi, thì bạn cảm thấy rằng đây là có sự thay đổi và ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của bạn? Chắc chắn rồi, đây là một sự thay đổi hoàn toàn có trách nhiệm. Ví dụ như trước đây thì mình chỉ là theo đuổi những cái đam mê mà mang tính là cá nhân và mình chỉ muốn đạt được. Thì khi mà mình không đạt được hay không á, thì mình chỉ có một cái sự nỗi buồn cho riêng mình thôi. Nhưng mà khi mà mình đã trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam rồi, thì mình đã được đại diện Việt Nam tại Miss International, thì bên cạnh đó là trách nhiệm rất là lớn. Và may mắn rằng là may mắn đã mỉm cười với Phương để Phương có được cái thành tích như bây giờ. Thì bên cạnh đó, đó là cùng với danh hiệu Hoa Á hậu, thì mình phải hiểu được rằng là mình có thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa cho cộng đồng và cho xã hội. Thì nhìn vào thành công của Lê Hoàng Phương ở thời điểm hiện tại, thì mọi người càng tin hơn vào cái giá trị của câu nói là mọi người sẽ có cái múi giờ thành công riêng của mình, chỉ cần là bạn không bỏ cuộc. Thì Lê Hoàng Phương có một cái chia sẻ hay là có cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn trẻ hiện nay là các bạn hơi bị nản chí một chút xíu khi mà mình cảm thấy sớm thất bại và mình chưa tìm ra được lối đi riêng của mình? Đối với Hoàng Phương thì mình thấy rằng là thất bại là cơ hội để cho mình cố gắng hơn nữa. Bởi vì Phương nghĩ rằng là nhìn lại những chặng hành trình mà mình đi qua, cũng có lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui, thì đâu đó cũng sẽ có cho mình những bài học. Và quan trọng rằng là Phương nhớ rằng là lúc mà mình đăng ký Hoa hậu Hòa bình Việt Nam á, thì xung quanh mình cũng có rất là nhiều ý kiến. Ví dụ như là tổ chức sẽ không chọn một người có tuổi như mình nè, hoặc là tổ chức sẽ chọn cô gái có nhiều yếu tố nhiều hơn. Nhưng mà Phương thì không có gì ngoài việc mà dám đương đầu. Vì vậy mình đã cho mình cái thử thách, mình đã cho mình một cái cơ hội để mình tiến đến môi trường đó. Và như mọi người thấy không, không có chuyện tương lai là mình không bao giờ mình nói trước được điều gì, và may mắn sẽ luôn luôn chờ đón chúng ta nếu như chúng ta không ngừng cố gắng
và đừng bao giờ bỏ cuộc. Và cái điều mà Phương muốn chia sẻ với các bạn rằng là thật ra những ý kiến xung quanh các bạn có thể tốt và có thể không tốt, nhưng quan trọng là các bạn sẽ phải hiểu chính bản thân mình và điều mà các bạn mong muốn mới là điều quan trọng. Bởi vì được hay không thì chỉ có các bạn là người mà thụ hưởng những điều mà các bạn, ví dụ như mình đạt được mục tiêu, mình mong muốn được đạt như vậy trong năm 2024, nhưng mà lỡ may mà không đạt được thì mình nhìn trong cái sự không đạt được đó, mình phải nhìn lại bản thân mình có những khuyết điểm như thế nào, rồi mình sẽ cho mình cơ hội học tập nhiều hơn, trau dồi mình nhiều hơn, rồi sau đó những năm tiếp theo 2025, 2026, 2027 mình cho mình cơ hội để mình cho mình môi trường để mình phát triển nhiều hơn nữa, giống như Phương vậy. Thì Phương nghĩ rằng là việc yếu tố mà tin vào bản thân mình là một yếu tố hết sức là quan trọng, và đừng bao giờ nản chí. Và cũng lúc chúng ta đang nói với những khó khăn và thử thách thì mình sẽ nhắc đến một cái sự kiện cụ thể, đó chính là khi mà Phương tham gia Miss Trend International. Thì với cương vị là đại diện chủ nhà thì Phương cũng gặp không ít những cái khó khăn và thử thách, nhất là hai đêm thi vô cùng quan trọng là phần thi swimsuit tại Đà Nẵng. Thì gặp sự cố là trời mưa rất là lớn và cái đường băng của mình nó khá trơn trượt, và khi mà mình diễn National Custom thì mình cũng gặp sự cố. Và về bộ trang phục đó thì Phương có thể chia sẻ là những cái trải nghiệm của mình với cái hai phần thi đó cũng như là cách để mà mình vượt qua. Như các bạn cũng thấy rằng là những yếu tố mang tính chất mình không chủ động được, ví dụ như là thời tiết, về mọi thứ xung quanh, thì mình không có cách nào mình... Phương có một cái câu nói mà mình rất là tâm đắc rằng là nếu mà bạn không thay đổi được mọi thứ xung quanh thì bạn hãy thay đổi chính mình. Thì vì vậy cho nên là nói về câu chuyện là thi phần thi swimming suit trước đi ha. Thì hôm đó là bị ảnh hưởng bão, có mưa, thì mình lúc đó mình cũng rất là lo lắng vì sàn rất là trơn, nhưng mà cũng nhờ kinh nghiệm mà mình đã trình diễn rất là nhiều trước đây nè, cũng như là mình hiểu về đôi chân của mình hiểu được rằng là mình nên chọn đôi giày nào để mình có thể tự tin hơn. Và Phương nghĩ rằng đó là một cái kinh nghiệm rất là quý báu để mình có thể trình diễn một cách rất là suôn mượt, phải gọi rằng là một phần trình diễn suôn mượt và không bị một vấn đề sự cố nào xảy ra, làm cho khán giả của Việt Nam hết sức là tự hào. Còn nói về phần diễn trong đêm National Custom cũng như vậy. Phương được có nhiều kinh nghiệm ở trước đây khi mà trình diễn những bộ trang phục nặng, khi mà mình trong vai trò là người mẫu ở nhiều sân khấu, nhiều sàn diễn khác nhau, và đó cũng là làm cho mình có nhiều kinh nghiệm để mình có thể bình tĩnh xử lý hơn và trình diễn thật tốt để mà có thể mang thông điệp ý nghĩa trong đêm đó. Và như quý vị cũng thấy rằng là tất cả các phần trình diễn của Hoàng Phương phải gọi là hết sức là thành công, đúng không ạ? Sau khi cuộc thi khép lại thì bên cạnh cái chiếc vương miện Á hậu 4 rất là danh giá rồi, thì cái điều mà món quà mà quý giá nhất với Phương có lẽ là cái tình bạn với những cái thí sinh ở trong top 10, top 5 và cả những cái cô gái đã tham gia nữa. Thì khán giả rất là muốn nghe những cái review chân thực nhất của Phương về top 5 cũng như top 10 trong cái chuyến nhiệm kỳ vừa rồi mình tại Thái Lan. Thật ra nhắc tới là mình cũng nhớ các bạn rất là nhiều. Mình có rất là nhiều kỷ niệm cùng với tất cả các bạn thí sinh, tất cả các bạn đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới tại Miss International. Nhưng mà thời gian mà mình được đồng hành lâu hơn đó chính là với top 10 Miss International. Thì phải nói rằng là các bạn hết sức là dễ thương và lúc nào cũng yêu quý Hoàng Phương hết. Đặc biệt rằng là Luciana nè, Maria nè, Stephanie, Scarcy, các cô gái lúc nào cũng đi tìm mình. Và các bạn Maria đặt cho mình biệt danh là Lele, nhưng mọi người cũng thấy rằng là các bạn fan quốc tế hay gọi mình là Lele, bởi vì cái tên nó rất là dễ gọi và nó rất là dễ thương. Mỗi một nước nó sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Lúc nào thói quen của các bạn là mỗi lần thức dậy là sẽ tìm là quê lê lê, hoặc là mình đi đâu, hoặc là chuẩn bị mình stand by mà mình có đang chưa sẵn sàng ở trong một cái khu vực chờ nữa, là các bạn sẽ tìm quê lê lê, quê lê lê. Lúc nào các bạn cũng sẽ tìm mình là người đầu tiên hết. Và mình cảm thấy rằng là các bạn rất là yêu quý mình rất là nhiều. Và kỷ niệm mà mình nhớ nhất chắc có thể là khoảng thời gian mà top 10 ở chung nhà với nhau ở tại Grand House. Đây là một căn nhà phải gọi là căn nhà kỷ niệm của tụi mình, bởi vì tụi mình ở đó sống chung múi giờ với nhau nè, thức dậy cùng một chung khung giờ nè, ăn uống với nhau, rồi làm việc cùng với nhau và chia sẻ với nhau rất là nhiều điều. Và có một người bạn nữa mà rất là được fan sắc đẹp của mình rất là đẩy thuyền với Lele, đó chính là Lolo, đúng không? Thì mình Maria. Có thể chia sẻ một chút xíu về người bạn mới của mình. Thật ra Maria là cô gái rất là chủ động. Bạn cũng chủ động cho mình từ lúc mà thi Miss Grand International cả
lúc nào bạn cũng sẽ tìm đến mình là và nha. Cái điều mà mình hết sức là ấn tượng ở Maria ở một chỗ là bạn là người gọi là thí sinh duy nhất mà nhớ rõ họ tên của mình. Bởi vì tên của mình mà ở tiếng Việt á rất là khó nhớ. Bạn lúc nào cũng đọc tên là Lê Hoàng Phương, Phương. Và bạn lúc nào cũng cố gắng đọc đúng cái tên, điều đó làm cho mình hết sức là ấn tượng. Nên là mình cũng rất là ấn tượng về bạn Maria. Rồi sau đó trong khoảng thời gian đồng hành á, thì bạn sẽ hay tìm đến mình để mà bạn hỏi nhiều nè. Bạn sẽ hỏi là ô tại sao á, cô này á, lại mặc trang phục như thế này, rồi tại sao á, ở chỗ này lại có thời tiết như thế này, rồi bạn có đến đây lúc nào chưa, rồi tại sao danh lam thắng cảnh này là được duyên cô công nhận, rồi ở đây có bao nhiêu hòn đảo, rồi tất cả những kiến thức, tất cả những thông tin về xã hội, về liên quan đến Việt Nam là bạn sẽ lúc nào cũng tìm tới mình và lúc nào cũng là chủ động hết, là mình rất là ấn tượng. Rồi khi mà mình đồng hành cùng với top 10 á, thì bạn lúc nào cũng quan tâm tới mình và lúc nào cũng ô mai lê lê, câu cửa miệng của bạn lúc nào cũng là ô mai lê lê, oh you so cute. Bởi vì mỗi lần mà các bạn mà quê lê lê là mình lúc nào cũng lê lê here, lê lê here, là câu signature của mình luôn. Cho nên là các bạn lúc nào cũng yêu mến mình và lúc nào cũng tìm đến mình như là một nguồn năng lượng tích cực vậy. Thì cũng liên quan một chút xíu, sau khi mà khép lại của team Miss Grand International thì cái phần team Grand Boy của Phương thì trước đó thì có thể là ca hát không phải là thế mạnh của Phương đúng không? Nhưng mà sau cuộc thi thì mình cảm thấy là chính cái điểm yếu, được xem là điểm yếu đó, đó lại là một cái cộng điểm cho cái sự hài hước cũng như là mang đến tiếng cười cho tất cả các bạn khán giả. Thì hiện nay có rất là nhiều game show về giải trí và khai phá được rất là nhiều tiềm năng của các hoa hậu. Thì Phương đã bắt đầu tự tin nhiều hơn về cái giọng hát của mình cũng như là mình sẽ sẵn sàng tham gia một cái game show nào đó về giải trí trong tương lai không? Thực ra là Phương chưa bao giờ mà không tự tin về giọng hát của mình luôn á. Điều đó làm cho mình rất là... Bởi vì cái phần thi Grand Voice Award là một phần thi mà ban tổ chức có chia sẻ rằng là các bạn thí sinh có quyền tham gia, họ có quyền không tham gia. Nhưng mà Phương mang trong mình là một máu chiến và rất là sẵn sàng. Và Phương nghĩ rằng là những cái phần thi mà đưa ra là để cho các thí sinh chinh phục. Vì vậy cho nên là mình không có gì mình phải ngại. Lúc đầu thì mình còn hơi ái ngại về việc mà mình trình diễn. Và mọi người cũng biết rằng là mỗi lần đồng diễn thì nhảy nhót và ca hát không phải là thế mạnh của Phương. Và Phương phải tập luyện rất là nhiều. Nhưng mà mình không thử thì làm sao mình biết. Vì vậy cho nên là Phương quyết định và Phương xin ekip rằng là cho Phương tham gia phần thi đó. Và may mắn rằng là cái sự mộc mạc dễ thương của mình thì làm cho mình có ấn tượng không chỉ là khán giả trong nước nữa mà khán giả quốc tế là biết. Các bạn biết không, khoảng thời gian mà mình đi làm việc ở môi trường nước ngoài á, có những cái bạn khán giả, bạn sẽ không biết hát cái lời bài Việt nhưng bạn sẽ hát giai điệu là na 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 na, là mình nghe xong là mình nhận diện ra là bạn ấy là fan của mình liền. Và điều đó làm cho mình hết sức là dễ thương và Phương sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà có thể cho khán giả biết hơn nữa về nhiều khía cạnh của mình để cho khán giả tiếp nhận mình nhiều hơn. Chính vì những cái khía cạnh của Phương ngày càng bộc lộ nhiều hơn với các bạn khán giả thì cũng có một vài nhận xét cho rằng là khi Phương tham gia Miss Grand Việt Nam và cho đến thời điểm đăng quang Á hậu 4 Miss Grand International thì Phương bắt đầu năng động hơn trước đó, Phương của trước đó, và mình có vẻ là hài hước và tấu hài nhiều hơn với các bạn khán giả. Thì đó có phải là con người thật sự của Phương hay không? Cũng như là có phải là do mình đã gia nhập công ty Sen Vàng rồi thì mình lây một chút khiếu hài hước từ các chị em Sen Vàng không? Thật ra mà nói là không ai có thể mà ép mình làm điều gì nếu như cái đó không thuộc về mình. Nếu như trước đây thì mọi người sẽ nghĩ đến là Hoàng Phương là một cô gái rất là ngầu, một nữ kiến trúc sư rất là ngầu, ít chia sẻ, nghiêm túc. Thì đó cũng là một phần tính cách của mình, bởi vì mình là một cô gái rất là ngại chia sẻ. Nhưng mà khi mà mình đã là người của công chúng rồi á, mình cần phải cho công chúng hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh của mình, tức là hiểu về những cái suy nghĩ, những cái tư duy của mình, cũng như là sở trường, sở đoạn của mình, để mà khán giả có thể nhìn cái nhìn bao quát hơn về nghệ sĩ. Và sẽ giống như là mình chỉ nghĩ là hồi nhỏ, khi mà hồi nhỏ mình có những cái lúc trong trên hoặc là mình có những cái gì đó mình vui buồn gì á, thì mình sẽ tìm một người nghệ sĩ nào đó để mình theo dõi, mình follow. Thì bây giờ mình đã trở thành người của công chúng rồi thì mình nghĩ rằng là mình nên khai thác nhiều khía cạnh hơn để khán giả hiểu mình nhiều hơn. Và những cái sự vui vẻ, hài hước của mình thật ra là đó là bản tính của mình luôn á mọi người. Tức là những cái người bạn cấp 3 của mình mà mỗi khi mà các bạn thấy mình thi hoa hậu á, các bạn nói là ê, thi hoa hậu vậy rồi không được cười, không được vui nữa hả? Là các bạn hỏi vậy luôn á. Nhưng mà may sao là mình tìm đúng môi trường, tìm đúng nơi để mình có thể gọi là được
nở hoa đúng chỗ và mình được sống đúng với con người của mình. Và bây giờ Hoàng Phương rất là vui, rất là hạnh phúc với những điều đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Thì mặc dù chưa có thông tin chính thức về thời điểm sẽ diễn ra Miss Grand Việt Nam 2024, nhưng mà cũng có nhiều đồn đoán là sẽ diễn ra sớm hơn so với mùa giải năm vừa rồi. Thì chỉ còn vài tháng thì Phương nghĩ là mình sẽ tận dụng cái sức nóng cũng như là danh hiệu của mình để vào điều gì? Đối với Phương thì không chỉ là tận dụng mà đó là một khoảng thời gian dài luôn, bởi vì bây giờ mình đã có một danh hiệu là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bên cạnh đó là Á hậu Hoa hậu Hòa bình quốc tế nữa, thì cái trách nhiệm đi đôi với danh hiệu rất là lớn. Vì vậy cho nên là ngay từ những ngày đầu mà Phương lúc nào cũng được ba mẹ dạy dỗ rằng là mình hãy làm những cái điều mà mình có giá trị. Khi mình đã đạt được cái danh hiệu mà mình mong muốn rồi thì bây giờ mình phải kiến tạo nên những cái giá trị. Vì vậy cho nên là trong khoảng thời gian này chắc là những dự án cộng đồng sẽ là những cái dự án mà Phương sẽ chú tâm thực hiện nhiều nhất. Không chỉ riêng trong thời gian đương nhiệm mà cả trong suốt hành trình cuộc đời của mình. Khi mà Phương còn sức khỏe, Phương còn trí tuệ, Phương còn đủ sức lao động thì Phương sẽ tiếp tục làm những điều này. Thì thời gian gần đây các bạn fan sắc đẹp cũng bắt đầu ghép những cái video của Lê Hoàng Phương Catwalk cùng với những cái bản nhạc nó khá là trầm buồn phù hợp với Final Work và đưa ra rất là nhiều gợi ý cho Phương. Thì không biết là Phương đã bắt đầu có những cái ý tưởng cho phần Final Work của mình chưa? Phương thấy khán giả rất là thương mình á, giống như là những cái clip mà mình xem là một trong những điều không dám xem năm 2024 là Final Work Lê Hoàng Phương, xong rồi ghép những cái nhạc rất là buồn, rồi các bạn chuẩn bị phần Final Speak cho mình luôn. Nói chung rất là dễ thương, rất ý nghĩa. Xong mình nghĩ là ủa mà hồi lúc mình đăng quang mình khóc rồi, xong rồi mình đại diện Việt Nam cái mình cũng khóc rồi, không lẽ Final Work mình khóc nữa ta. Mà Phương đang nghĩ rằng là Phương đang suy nghĩ thôi nha, Phương đang nghĩ rằng là mình nên làm cái gì đó là gọi là vui vẻ, đó là làm một cái gì đó đúng với con người của mình á, và hơi khác một chút xíu, để cho nó cũng có một phần lắng động nhưng mà cũng có một phần gì đó mà để cho mọi người không quá là trầm buồn. Từ kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm của bản thân trong cái suốt nhiệm kỳ vừa rồi thì Phương nghĩ là trong cái mùa giải tiếp theo thì Miss Grand Việt Nam sẽ tìm kiếm một cô gái như thế nào? Tại vì vừa rồi thì Miss Grand International cũng đã nới lỏng độ tuổi tham gia lên đến 29 rồi. Thì Phương có nghĩ là Miss Grand Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm một cô gái và cũng như là trao cơ hội nhiều hơn cho các cô gái gọi là hơi lớn tuổi một chút xíu không? Đối với Hoàng Phương á, khi mà mình nhớ lại khoảng thời gian mà mình quyết định thi Miss Grand Việt Nam á, là mình đã trao gửi và mình tin tưởng cuộc thi này rất là lớn, vì mình biết rằng đây là một cuộc thi hết sức là công bằng và cơ hội cho tất cả các cô gái đều là như nhau. Như các bạn có thể theo dõi hành trình của Phương, các bạn cũng biết rằng là cơ hội là trải đời cho tất cả các bạn thí sinh, và chẳng qua là các bạn nào, bạn thí sinh nào biết tận dụng cơ hội để mà tỏa sáng đúng lúc, và bên cạnh đó là yếu tố may mắn nữa thì mới có thể được kết quả xứng đáng. Còn về phía Miss Grand Việt Nam 2024 thì Phương nghĩ rằng là ban tổ chức sẽ tiệm cận với lại cuộc thi quốc tế, và mỗi người nói thật là mỗi người một số ấy. Cho nên là Phương cũng không biết nữa, Phương chỉ muốn khuyên các bạn rằng là những bạn thí sinh mà sẽ tham gia Miss Grand Việt Nam 2024, các bạn đừng chần chờ gì, hãy đặt bút đăng ký và thực hiện ước mơ của mình, đừng ngần ngại gì hết, hãy cho mình cơ hội để mình tỏa sáng. Thì cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Phương về cái nhiệm kỳ về Miss Grand Việt Nam cũng như là những kỷ niệm đẹp tại Miss Grand International. Thì tiếp đến là sẽ những câu hỏi về dịp Tết Nguyên Đán này của Lê Hoàng Phương nha. Thì được biết là trong dịp Tết này thì Phương sẽ tham dự một cái vở kịch được phát sóng vào đúng đêm 30. Thì trải nghiệm của Phương như thế nào về cái lần đá chéo sân này của mình, và sắp tới là mình sẽ có những cái suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái lĩnh vực diễn xuất hay không? Thật ra chia sẻ mà nói là lúc mà mình nhận một vai diễn này trong Táo Xuân, đây là một cơ hội rất là lớn mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam trao gửi cho mình. Thì lúc đầu mình cũng tưởng rằng là vai nhân vật này sẽ là kiểu đẹp và ít thoại thôi, nhưng mà khi mà mình tập luyện và mình xem kịch bản á, thì nhân vật này cũng thoại cũng khá là nhiều và cần phải có nhiều đất diễn để mà có thể may mắn rằng là cái vai diễn này rất là tiệm cận với lại là tính cách của mình nữa. Nhưng mà lần thử sức này á, làm cho Hoàng Phương muốn mình học bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Bởi vì
đây gọi là một cái cơ hội cho mình, vì mình được đứng chung sân khấu với tất cả các anh chị em nghệ sĩ gọi là gạo cội như anh Kim Tử Long, chị Cẩm Ly, chị Việt Hương, chị Lê Khánh, anh Đại Nghĩa, là những người rất là có nhiều kinh nghiệm và chỉ có mình là không chuyên nghiệp thôi. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là anh chị rất là giúp đỡ mình rất là nhiều, vì vậy cho nên là chưa kể rằng là mình là một cô gái lúc nào cũng thử thách bản thân nữa, cho nên là Phương cũng có tâm nguyện là Phương cũng sẽ cố gắng học diễn xuất để khi mà trong một thời gian tương lai có những dự án nào đó gửi trao đến mình thì mình đã sẵn sàng để mình có thể thực hiện. Thì cái Tết 2024 cũng là cái Tết đầu tiên mà Phương tham gia cùng với các chị em trong Sen Vàng đúng không? Thì vừa rồi cái dự án Tết Hạnh Phúc thì mình cũng đã có vài hoạt động cùng với các chị em, thì Phương có thể chia sẻ là mình có cảm xúc như thế nào khi mà cái Tết năm nay có những cái sự thay đổi đặc biệt đến như vậy? Tết năm nay phải gọi là có rất là nhiều thay đổi với Phương luôn. Và điều mà Phương cũng hạnh phúc đó chính là mình được làm việc với lại công ty Sen Vàng, và bên cạnh đó là được quen biết nhiều giữa rừng hoa, nhiều hoa á hậu như vậy. Và dự án Tết Hạnh Phúc là một dự án hết sức là ý nghĩa, và đây là năm đầu tiên mà mình tham dự cùng với câu lạc bộ Sứ Mát Từ Tâm của chị Phạm Kim Dung cùng với lại các hoa á hậu. Thì Phương nghĩ rằng là đây là một dự án hết sức là ý nghĩa, bởi vì Phương nghĩ rằng là những cái giá trị, những cái món quà tuy là nhỏ thôi nhưng mà giá trị tinh thần hết sức là lớn, và mình cũng gửi trao đi những tình cảm, và mình mong rằng là đây sẽ là những cái phần quà may mắn để mà có thể giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn có một cái chút nào động lực đó, cố gắng nhiều hơn nữa cho những năm về sau. Thì trong suốt thời gian mình làm việc cùng với tổ chức Sen Vàng và các chị em trong công ty Sen Vàng nữa, thì Phương có những cái cảm nhận và nhận xét như thế nào về chị Phạm Kim Dung? Chị Dung phải nói là một người rất là bao dung, ấm áp, nhưng mà trong công việc thì chị rất là dứt khoát và rất là thẳng thắn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị là một người rất là tình cảm, và mình thì là tiếp người mà hay tâm sự. Mình tâm sự nhỏ to thì chị Dung cũng hay lắng nghe, xong rồi mình cũng có những cái năng lượng vui vẻ thì chính chị Dung là người mà khai thác ra yếu tố hài hước của mình, và chị Dung là người khuyến khích mình nên làm những cái điều đó để mà cho khán giả hiểu hơn về mình. Và mình cảm thấy may mắn khi mà mình được một tổ chức mà có sự lãnh đạo của chị Dung như vậy, thì làm cho mình giống như là gọi là cá gặp nước, để mình có thể tự do mình phát triển đúng với con người của mình. Và Phương cũng thật sự rất là biết ơn anh Nam chị Dung đã cho Phương rất là cơ hội rất là nhiều. Như các bạn cũng thấy rằng là anh Nam chị Dung cũng đã và cả ban giám khảo nữa đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều để mà có thể chọn mình trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, gửi trao để mình có thể trở thành đại diện tại Miss Grand International, và cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam nữa. Vì vậy cho nên một cô gái mà như mình được trao cơ hội như vậy thì mình cảm thấy rất là quý báu. Thì đó là trải nghiệm Tết đối với một Miss Grand Việt Nam. Thì ở cương vị là một Lê Hoàng Phương bình thường đời thường đi, thì bạn sẽ có những cái thói quen Tết như thế nào, cũng như là mình có kế hoạch là mình sẽ quay về quê ăn Tết cùng với gia đình người thân, hay là mình sẽ ở lại Sài Gòn để mà tiếp tục làm việc? Thực ra trên cương vị nào thì Hoàng Phương vẫn là Hoàng Phương thôi. Hoàng Phương vẫn là con của ba mẹ và Tết vẫn sẽ quay về với ba mẹ này. Nhưng mà Tết năm nay sẽ về quê trễ hơn chút xíu, nhưng cũng sẽ phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng sẽ nấu những món ăn để mà chuẩn bị cho những ngày Tết. Rồi đêm 30 sẽ cúng giao thừa, đón giao thừa cùng với nhau. Và nhà Phương thì gia đình Phương lúc nào cũng có truyền thống rằng là cứ cuối năm thì sẽ trích một ít gọi là tiết kiệm để mình có thể gửi trao đi những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Là 2 năm trước thì Phương cùng với mẹ là gửi cho phong bao lì xì cho tất cả các hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh khu vực mình sống này, theo danh sách của Ủy ban Nhân dân phường. Rồi anh chị của mình cũng gửi những phần quà đến với các người có hoàn cảnh khó khăn ở quê của ông bà ngoại mình là ở Huế nè. Rồi năm ngoái mình cũng gửi những phần quà, thì năm nay chắc chắn là cũng sẽ có quà. Và bây giờ thì cơ hội cuộc sống của mình cũng nhiều hơn, thì Phương sẽ chắc chắn sẽ gửi trao nhiều hơn. Thì như Phương nói là cái cuộc sống của mình cũng đã thay đổi nhiều hơn khi mà mình có cái danh hiệu bây giờ đã là cấp quốc tế luôn rồi. Thì chắc chắn là xung quanh của Phương cũng sẽ có rất là nhiều chàng trai chủ động mà là muốn hẹn hò cũng như là kết hôn cùng với Phương. Đặc biệt là bây giờ Phương cũng đã là Hoa hậu U30 rồi, thì không biết là khi mà mình trở về quê
thì gia đình của mình có thúc giục mình là bao giờ lấy chồng không ta? Phương may mắn rằng là hoặc là Phương là một cô gái thẳng thắn, lúc nào mình cũng chia sẻ với gia đình mình về những cái quan điểm của mình. Từ lúc mà Phương nhớ rằng là những lúc mà mình, từ khi mà mình còn chưa đăng quang hoa hậu, là mình đã chia sẻ quan điểm của mình rằng là mình là một cô gái muốn tập trung vào sự nghiệp và tập trung vào bản thân mình. Và Phương tin rằng là khi mình yêu thương bản thân mình thì chắc chắn người xứng đáng của mình nó sẽ ở đâu đó và sẽ chờ đợi mình để mà có thể thương yêu mình như những gì mà mình xứng đáng mình cố gắng. Vì vậy cho nên là may mắn là gia đình chưa bao giờ thúc giục. Lâu lâu thì cháu mình cũng có hỏi là khi nào o bé cưới chồng thôi, nhưng mà hỏi cho vui vậy thôi chứ cũng không phải là một cái áp lực gì cho Phương lắm. Vậy thì nếu như mà có một cái điều ước trong ngày đầu năm mới thì Phương sẽ dành điều ước đó vào điều gì? Nếu như có một điều ước vào năm mới thì Phương ước rằng là những mơ ước của Phương và ước mơ của quý vị khán giả sẽ sớm thành hiện thực. Vậy thì bây giờ một món quà cuối cùng mà Lê Hồng Phương gửi tặng đến các khán giả của Molisa và các bạn phát sắc đẹp của Molly Queen ha. Thì chắc chắn là các bạn rất là muốn lắng nghe Lê Hồng Phương tái hiện lại một cái câu hát nào đó trong bài Lý Đất Dòng, một cái bài hit của Phương, được không ạ? Dạ được. Bà này hot quá trời luôn á, chắc xin chị Dung làm MV quá. Ok, mình hát nha. 2, 3. Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Hỡi cô gánh nước đường xa, còn bao bao gánh nữa để qua qua gánh dùm. Tan tình tan tinh tình tan, tan tình tan tinh tình tan. Wow, thì có thể nói là cái giọng hát của Phương bây giờ nó đã hay hơn rất là nhiều. Thấy so chưa, với em Rainbow, nói mà so với cái phần thi Grand Voice World đó. tại vì lúc mà mình thi Grand Voice á là mình chỉ có 30 phút để mà 3 tiếng để mà chuẩn bị bản beat, rồi 30 phút để mà mình ghép nhạc á. Và lúc đó mà mình lên sân khấu á, mình bị là mình không có nghe được âm thanh nữa mọi người. Mà không biết sao bản năng như thế nào mà mình diễn được như vậy luôn á. Mà mình nhìn xuống khán giả được thấy vui vẻ. Nhiều khi là cái đó là một cái nét gì đó mà mình hết sức là Việt Nam của mình đến với đấu trường quốc tế. Và Phương nghĩ rằng là đó là một cái nét mà mình ghi điểm. Rồi cuối cùng thì để khép lại buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chắc là Phương sẽ có những lời nào muốn gửi đến các bạn khán giả, cũng như là dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm mới cho các bạn khán giả nha. Trước thềm năm mới thì Hoàng Phương xin gửi trao lời chúc đến với quý khán giả của Molly Star và Molly Queen. Chúc cho quý vị khán giả một năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn an vui, hạnh phúc và vạn sự hanh thông. Mong rằng là trong thời gian sắp tới thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Hoàng Phương trong trạng hành trình sắp tới nha. Xin cảm ơn Lê Hồng Phương cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại bạn ở trong một cái buổi trò chuyện tiếp theo của Molly Queen nha. Cảm ơn Molly Star, cảm ơn Molly Queen.